Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món củ cải với mì căng này các bạn. Cái này mì căng nha, cái này nấm đùi gà, mình sẽ kho tiêu nha. Bây giờ củ cải mình đã gọt ra hết trơn, nấm mình cũng đã sơ chế rồi. Bây giờ mình sẽ sắt ra. Bây giờ những nguyên liệu mình đã sắt ra xong hết nha các bạn. Đây là mì căng mình cũng sắt ra xong rồi, giờ bắt chảo mình chiên cái này trước nha. Đây là gia vị mình nêm. Bây giờ chảo nó nóng, mình cho mì căng vào mình chiên nha. Chiên rồi mình kho lại nó mới ngon. Bây giờ mình chiên vàng mình vớt ra nha. Bây giờ mình chiên xong rồi các bạn, giờ mình đổ bớt dầu ra. Bây giờ mình sẽ bỏ hành tỏi vào. Cho củ cải vậy. Bây giờ cho miếng nước vào nha, cho củ cải nó chín. Mình có thể là mình luộc sơ cái bắp cả củ cải này rồi mình lấy ra rồi mình kho, nhưng mà mình muốn lấy ăn lấy cái nước đó bạn, cái nước củ cải rất là tốt nên mình cũng để mình xào phi hành tỏi cho nó thơm rồi mình bỏ củ cải vào rồi mình chế nước vào để cho củ cải nó chín, nó ra cái nước nha, ra cái nước củ cải cũng ngọt nữa. Bây giờ mình cho vào đây nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột nêm, chút xí bột ngọt. Mình cho củ cải mình nó thấm. Mình cho vào 4 muỗng nước tương. 4 muỗng canh nhỏ nha các bạn. 1 muỗng nước mắm chay. Bây giờ mình cho nấm vào luôn. Cho mì căng vào luôn. Mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh tương ớt nha các bạn. Mình cho nó sẽ kho cho nó sệt lại mới ngon nha. Bây giờ mình cho tiêu vào. Ngon ghê các bạn ơi, cái này ăn cơm là ghiền luôn. Này các bạn kho sệt sệt vậy nè. Có dưa leo á các bạn chấm ăn rất là ngon nha, dưa leo hay lau luộc gì cũng được. Còn các bạn thích kho khô thì mình kho khô nha, cái này là mình kho nó rất là vừa ăn rồi. Bây giờ mình cho hành vào. Thôi bây giờ món ăn của mình cũng đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món kho tiêu này ăn ngon miệng nha các bạn. Cái này củ cải với tàu hủ kỳ, nấm đùi gà nha. Thôi giờ mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngon miệng.